Chào các bạn, hôm nay thầy tiếp tục chủ đề Intellibit và chuyên đề này chuyên đề 7 nha, bài tập chắc béo. Thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải cái bài tập chắc béo này. Thì trước khi vào hướng dẫn phương pháp thì thầy cũng nhắc lại luôn cái chuyên đề cái chủ đề Intellibit này gồm 7 chuyên đề nha. Và chuyên đề này chúng ta đang tìm hiểu chuyên đề cuối cùng đây. Nếu em nào đang đang coi sánh ngang cái chuyên đề này thì mấy em nên xem lại tất cả chuyên đề để chúng ta nắm những cái căn bản cơ bản nhất nha. Và thầy cũng nhắc lại luôn là để nhận tài liệu của thầy, có các bài tập để chúng ta làm và các bài tập tự luyện thì chúng ta xem dưới phần mô tả nha, có cái nhóm Zalo chúng ta có thể tham gia vào đó, được thầy trợ giúp cho học tập cũng như là được nhận tài liệu để chúng ta tự giải, để chúng ta nâng cao cái trình độ chúng ta lên. Rồi chúng ta vào cái phần phương pháp giải bài tập chắc béo. Thì đối với phương pháp giải bài tập chắc béo này thì đầu tiên chúng ta nắm cho thầy cái này nè. Thứ nhất là phân tử khối nha, cùng số cái để chúng ta làm cho nhanh con lẹ. Đó là M lớn á, phân tử khối nè. Cái này là cái sơ bộ trước. Phân tử khối hay M lớn. Thì đầu tiên nắm cho thầy em mà lớn một số cái axit đi nha, để chúng ta dễ dàng chúng ta suy ra cái chất béo tương ứng. Rồi, thứ nhất là cái axit là C15H31 COOH. Thì này em mà lớn nó sẽ bằng nói chuyện là nó ho ta. Rồi, em mà lớn cái này hình như 282 nhưng mà để thầy cộng nhanh em 12 nhân 5 cộng 31 cộng 45 ấy 12 nhân 15 cộng 31 cộng ý là 256 256 nè. Cái axit thứ hai là axit stearic C17H35 nha, COOH. Rồi, M lớn nó có bao nhiêu? Chúng ta có M lớn này thì chúng ta sẽ làm nhanh thêm tí xíu thôi. Còn không thì chậm hơn tí xíu, không gì hết. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 45 284 284. Rồi, thì tương ứng cái axit có một liên kết đôi này, axit oleic này C15 C17 nha. C17H33 nha. C17H33 COOH. Vì cái này là M lớn nó 282 nha. Rồi từ đây suy ra chất béo tương ứng với ba góc này để chúng ta làm cho nhanh nha. Chất béo tương ứng đó là C15H31 COO tất cả 3 lần. C3H5. Rồi vậy chúng ta tính được M lớn nó bằng góc này trừ 1 là 255 nhân 3 cộng 41, 255 nhân 3 cộng 41. M lớn nó là 806 nha. 806. Rồi tương ứng góc này C17H35 COO tất cả 3 lần. Cái này chưa vô phương pháp chứ nghe, cái này mới nắm cái M lớn chứ. 3 lần C3H5. Vậy M lớn nó sẽ bằng 283 nhân 3 cộng 41, 283 nhân 3 cộng 41, 890 nghe, 890. Rồi, tiếp theo M lớn này, chất béo tương ứng ba góc này là C17H33, cái này có một liên kết đôi nha, H33, COO tất cả 3 lần, C3H5. Thì M lớn nó sẽ bằng là 281 nhân 3 cộng 41, 281 nhân 3 cộng 41, rồi 884 nha. Rồi đây là sơ bộ để chúng ta nắm M lớn thôi, nhưng mà có thể là hai góc này một góc kia chắc béo á, có thể hai góc này một góc kia cũng được, thì chúng ta có này chúng ta cộng nhanh thêm tí xíu thôi. Rồi cái lưu ý tiếp theo đó là đối với phản ứng xà phòng hóa nha. Phản ứng xà phòng hóa thì chúng ta nắm cái gì đây?
Thì đối với sòng khóa là RCOO tất cả 3 lần C3H5 thì kiểu phương trình tổng quát nha, cộng NaOH thì thu được xà phòng hay là muối đó, là RCOONa và glycerol C3H5OH 3 lần à, ở đây là 3, ở đây là 3. Thì đối với phản ứng sau phân hóa thì chúng ta nắm cái tỷ lệ mol nha. Nắm tỷ lệ mol đó là mol NaOH bằng mol muối, mol NaOH nè bằng mol NaOH bằng mol muối. Và nó sẽ bằng 3 lần mol chất béo à, cũng như bằng 3 lần mol glycerol. Glycerol. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nắm về phương trình này đó là bảo toàn khối lượng nha. Đó là bảo toàn khối lượng. Thì dòng dòng có những phương pháp này chúng ta xài thôi. Đó là M chất béo nè. Cộng M NaOH nè. À, bằng M muối hay M xà phòng đó, bằng M muối cộng cho M glycerol nha, glycerol. Thì đối với phương trình thủy phân hay xà phòng hóa thì chúng ta nắm như đây là đủ xài nha. Thực ra có tăng giảm khối lượng nữa, nhưng mà thực ra tăng giảm khối lượng nó từ cái bảo toàn khối lượng này ra, nên chúng ta chỉ nhớ bảo toàn khối lượng thôi, khỏi nhớ tăng giảm khối lượng chứ mất công luôn. Rồi tiếp theo là phản ứng cháy, phản đốt cháy nha. Rồi phản ứng cháy. Rồi đối với phản ứng cháy chất béo thì mình ghi đơn giản thôi. Chất béo thực ra nó là CXHIO6 nha, chất béo có 6 oxy. Rồi cộng oxy thì lúc này tạo thành CO2 và nước. Thì đối với phản ứng cháy thì chúng ta nắm cho thầy cái thứ nhất đó là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy. Ở đây là 6 oxy nè. Thì 6 là mol chất béo cộng 2 là mol oxy bằng 2 là mol CO2 cộng 1 là mol nước. Nha, nước mol oxy đó. Rồi chúng ta nắm luôn bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Đó là M chất béo cộng M O2 à, bằng MCO2 cộng M nước. Rồi chúng ta nắm luôn cái bảo toàn khối lượng của chất, đó là M chất béo. Nó sẽ bằng là khối lượng của carbon cộng khối lượng hydro cộng khối lượng oxy. À, chất béo có 3 nguyên tố thôi, carbon, hydro, oxy. Đó. Và công thức mối quan hệ bi, à, mối quan hệ bi. Thì mối hệ bi này đối phản cháy luôn luôn có công thức này. Đó là mol chất béo à, bằng hiệu CO2 trừ nước chia cho bi trừ 1 hay là K trừ 1 đó. K trừ 1 thì đây chính là một số công thức à. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi vận dụng một số công thức này để chúng ta làm bài tập à, phải vận dụng được mới hiểu bài được. Rồi thầy nhắc lại nha. Em nào muốn nhận được file tài liệu học tập cũng như được sự trợ giúp của thầy thì chúng ta tham gia vào nhóm Zalo của thầy nha, để nhận tài liệu cũng như được sự trợ giúp. Rồi, thứ nhất có 3 câu, bây giờ chúng ta làm từng câu nha. Câu 1. Cái này đề quốc gia 2017 nè. Mở đề 2004. Rồi câu 1. Xà phòng hóa chiterin. Thì người ta thu được muối, chiterat, người ta hỏi muối nó nhiêu. Bây giờ chúng ta tính mol chất béo nè. Chiterin à, thì nếu mà chúng ta chưa cộng được thì chúng ta chưa nhớ mà lớn thì tính hơi lâu xíu thôi. Chúng ta nhớ mà lớn thì có sẵn ở đây nè, thầy cộng sẵn ở đây nè. Chiterin à, nè, terin nè, 890 nè. Thì cho em mà lớn 890 à, vậy mol của nó là 178 chia cho 890. Rồi chúng ta bấm nhanh ra 178 chia 890. Rồi mol nó sẽ bằng 0.2. Rồi chúng ta có mol chất béo à. Rồi chúng ta suy ra mol muối à, người ta kêu tính khối lượng muối, chúng ta mà suy ra mol muối đi.
em mà muối bằng 3 lần, số mol nó 3 lần vậy là 0,6 này. À, 0,6. Chúng ta tính mà lẫn muối. Em mà lẫn muối chính là C17H35COK. Đây. À, có sẵn C17 nè. Vậy là 283 cộng cho 39 nha. 283 cộng cho 39 thì chính là mà lớn của nó 322 ha. Vậy là nhân 322 rồi sẽ ra muối. Rồi 193,2 193,2 gam. À, thì đây chính là cái đáp án chúng ta câu D. À, làm đơn giản thôi hoặc viết phương trình ra tính mà lớn từ từ. Rồi câu 2. Xà phân hóa chất béo có mol NaOH, người ta hỏi muối. À, thì đây bảo toàn khối lượng thôi nghe, muối bảo toàn khối lượng. À, vậy thầy bảo toàn khối lượng nghe. Rồi, ghi từ từ cái nè. M chất béo nè cộng M NaOH nè bằng M muối nè, người ta hỏi muối nha. Bằng M muối cộng cho M glycerol. M glycerol. Rồi thì kiến thức ra bây giờ thầy thế vào nha. Chất béo người ta cho 17,8 gram. NaOH người ta cho 0,06, vậy là 0,06 nhân cho 40. Muối đang tìm nè, M nè. Glycerol, bằng 1,3 mol NaOH, vậy là 0,02 nè, nhân 92 nè. Rồi dễ dàng chúng ta suy ra M bằng. Rồi chúng ta bấm thôi. 17,8 nè nhân cho 0,06 nhân 40, chúng ta trừ cho 0,02 nhân 92 thì sẽ ra đáp án của chúng ta 40. Đi bấm tào lao rồi. Để thầy bấm lại 17,8 bấm nhầm gì rồi, cộng 0,06 nhân 40 trừ 0,02 nhân 92 bằng 18,36, 18,36 gam. Rồi chúng ta có đáp án là câu B. Rồi cái này đơn giản các em, ba câu đầu đơn giản. Rồi tiếp theo, để tác dụng hết với amon chiolein cần 0,6 mg, ta hỏi mol nó chiolein là nhiêu. Chiolein chính là C17H33 nghe. COO 3 lần. C3H5. Thì thằng này có một cái bi mà có 3 nhóm lên, do đó nó tác dụng với brom tỷ lệ 1:3 nha. Tỷ lệ 1:3. Vậy là mol thằng này là 0,6, vậy thì mol bên đây là 0,2. Rồi chúng ta tính M chất béo thôi. Ấy, người ta hỏi mol hả? Rồi mol 0,2 vậy chọn đáp án luôn. À, sigma. Rồi xong. Chúng nó tính nha mà lớn nữa. Rồi đó là ba câu đầu tiên, đơn giản thế thôi nha. Rồi tiếp theo. Câu này chúng ta có đáp án 14. Đốt cháy hoàn toàn agam chi glycerid ít nha. Agam chi glycerid chất béo đó. Có mol oxy, có mol CO2 và coi như có mol nước luôn. Mà khác thủy phân trong NaOH hỏi thu được bao nhiêu muối. Thì tóm lại chất béo nó cũng vòng vòng thôi, vẫn cháy rồi vẫn thủy phân nha, vẫn cháy rồi vẫn thủy phân thôi. Rồi đầu tiên thầy bảo toàn khối lượng, rất nhiều hướng làm em. Bảo toàn khối lượng thầy tìm được khối lượng chất béo em, mà chất béo này à, cộng cho em oxy thì thẳng đây nghe, 3,26 nhân 32 này bằng MCO2 2,28 này nhân 44 này cộng M nước là 39,6 này. Rồi chúng ta tính được mà chất béo. Để đây đi nha. Rồi thầy bấm mà chất béo coi. 2,28 cộng với nhân 44, nhân 44 chúng ta cộng cho 39,6, chúng ta trừ cho 3,26 nhân 32 bằng 35 6 gam. Rồi để đây. Tiếp theo thầy bảo toàn oxy tìm được mol chất béo luôn nha. Bảo toàn oxy tìm mol chất béo. 6 là mol chất béo nè. Cộng 2 là mol O2, vậy là 2 nhân cho 3,26 sẽ bằng 2 là mol CO2.
2 là mol CO2 là 2 nhân cho 2 phết. Dấu nhân này đi cho nó quen luôn. 2 phết 28 cộng một lọc mà nước 39 phết 6 chia 18. Vậy mol nước là 2 phết 2 cộng 2 phết 2. Rồi, suy ra được mol chất béo. Rồi, bấm coi. 2 nhân cho 2 phết 28 cộng 2 phết 2 trừ cho 2 nhân cho 3 phết 26 bằng, sau đó chúng ta chia cho 6 thì ra được mol chất béo bằng 0,04 nha. 0,04 mol. Rồi, bước cuối cùng ta hỏi muối, chúng ta bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Trên đây là bảo toàn khối lượng phản cháy nha, phản cháy nè. Dưới đây là bảo toàn khối lượng xà phòng hóa. Đó, nó khác nhau hoàn toàn nha. Rồi mà chất béo nè, mà chất béo là 35,6 nè. Cộng với MnaOH. Mol NaOH bằng 3 là mol chất béo, như là 0,12 nhân 40 bằng muối nè. Muối đang tìm nè. M muối. Cộng với Mlycerol. Mlycerol mà mol chất béo bằng 0,04 nè nhân 92 nè. Rồi chúng ta tính được M muối là ra đáp án. Rồi bấm biểu thức này coi, 35,6 cộng cho 0,12 nhân 40, chúng ta trừ cho 0,04 nhân cho 92 thì sẽ ra đáp án chúng ta là 36,72. Rồi 36,72 gam. Vậy là câu B. Vậy câu này chúng ta vận dụng là nhiều phương pháp trong đây nha. Có bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng của sản phẩm hóa, bảo toàn khối lượng của phản cháy. Còn rất nhiều cách làm nha mấy đứa. Chẳng hạn tới đây chúng ta có thể tìm cái chất béo là cái gì cũng được. Có nghĩa chất béo là C mấy, H mấy, O mấy, tìm được luôn. Có nghĩa chất béo nó cụ thể nó là cái gì, tìm được hết. Rồi chúng ta tiếp câu số 5. Rồi câu 5 này đề trung học phổ thông quốc gia 18 đề 2, mã đề 2003. Rồi thiếu phân hoàn toàn A gam chia glycerid, A gam chất béo nè, trong NaOH thu được glycerol và hỗn hợp muối. Cái này 3 muối luôn nha, 3 muối. Có 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn A gam này thu được oxy, nước và CO2. Người ta hỏi giá trị M muối này nè. Rồi bài này cũng có nhiều hướng làm luôn. Nhưng mà thầy ghi muối này trước. Muối này nó cấu tạo bởi gốc chủ yếu là C thôi nha mấy đứa. Terat là C17 nè. Một gốc C17 nè. Banmitat là một gốc C15 nè. C17 nó cho rồi nè, HI kệ bài nó, C17. Vậy cái muối này cấu tạo bởi ba gốc này, vậy suy ra chất béo này. Chất béo này nó phải là C17 cộng 17 cộng 15. Vậy là 34 cộng 15. 49. Nhưng mà chúng ta phải hai góc này một góc kia. Chúng ta 49 chúng ta cộng thêm nữa nha. Có gì đó sai sai. Còn quên COO nữa. Bởi vì gì thiếu rồi. COO nè. Rồi để thầy ghi chuẩn lên nghe. Bởi vì cái muối chuẩn nữa đi. Ghi thiếu COO bắt đầu cái chúng ta tính sai đó. C15 nè. Terat trước, C17 trước. C17 nè. H35 nè, COO na nè. Thầy ghi muối trước nha. Cái tiếp theo là C15 H31 COO na nè. Cái tiếp theo là C17 HI nè, COO na nè. Rồi vậy chúng ta suy ra được cái chất béo này. Cái C chất béo. Cái này chạy ra thành 17 18 nè. Cái này là 16 nè, 18 nè. Vậy là 18 nhân 2 cộng cho 16. Sau đó chúng ta cộng cho C3H5 nữa, cộng thêm 3C nữa, cộng 3. Vậy là
chất béo này là C55 nha, C55 chất béo C55. Thì C55 thì chắc chắn khi đốt cháy nó tạo ra là 55 CO2. Chúng ta có mol CO2 là 1,1, vậy sigma chất béo 1,1 chúng ta chia cho 55 thì sẽ là 0,02. Vậy chúng ta được mol chất béo là 0,02 nha. Như vậy có mol chất béo rồi. Rồi, ở đây thì bảo toàn oxy của phản cháy nha. Bảo toàn oxy của phản cháy. Vậy là 6 là mol chất béo nè. Rồi lỡ em thức rồi, 6 là mol chất béo cộng 2 lần mol O2 nè bằng 2 lần mol CO2 nè cộng 1 là mol nước nè. Rồi thế vào 6 là mol chất béo là 6 nhân cho 0,02 nè cộng O2. O2 là 2 nhân cho 1,55 nè. Rồi bằng CO2 là 2 nhân cho 1,1 nè cộng cho nước nè em mà nước. Rồi từ đây chúng ta sẽ được mol nước luôn nha. Rồi bây giờ bấm thôi, 6 nhân cho 0,02 cộng cho 2 nhân cho 1,55 trừ cho 2,2, sau đó chúng ta chia cho 18 thì chúng ta sẽ được mol nước ấy. Xong bấm lẻ nó rồi. Rồi để thầy bấm lại, có ghi nhầm như người ta. 6 nhân cho 0,02 cộng 2 nhân cho 1,55 trừ cho 2 nhân 1,1 là 2,2. Ý tự nhiên cái này cái khối lượng nước là đối với 18 vậy đó trời ơi. Rồi vậy chúng ta suy ra mol nước bằng 1,02 nha, 1,02. Rồi tiếp theo bảo toàn khối lượng luôn nha, bảo toàn khối lượng lúc này bảo toàn khối lượng phản cháy nha, bảo toàn khối lượng phản cháy. Rồi chúng ta được m chất béo nè, m chất béo cộng m oxy vậy là 1,55 nhân 32 32 bằng MCO2 là 1,1 nhân 44 cộng cho m nước là 1,02 nhân 18. Rồi chúng ta tự tính được m chất béo. Dạ bài tập này có rất nhiều hướng đi mới đó, rất nhiều hướng, hướng nào đi cũng được, chúng ta thích hướng đi nào cũng đi. 1,2 nhân cho 44 cộng cho 1,02 nhân cho 18 chúng ta trừ cho 1,55 nhân 32 thì chúng ta sẽ được m chất béo. M chất béo là chúng ta tính cái được là bị gì nhầm là gì nữa rồi. Một phẩy năm mươi lăm, 1,2 nhân thầy chuyên gia bấm nhầm á, 1,2 tờ 1,1 thì mất 1,2, 1,1 nhân 44 cộng 1,02 nhân 18 trừ 1,55 nhân 32 bằng 17,16 gram. Rồi giờ chúng ta có mà chất béo rồi, bước cuối cùng chúng ta bảo toàn khối lượng phản xạ phòng hóa thôi, bảo toàn khối lượng nữa nhưng mà lúc này phản xạ phòng hóa nha. Em mà chất béo là 17,16 nè, chúng ta cộng cho khối lượng NaOH, NaOH bằng 3 lần mol chất béo nha. À, vậy là 0,06 nhân 40 nè bằng m muối nè, bằng m muối cộng cho m ly siron bằng 0,02 nhân cho 92. Rồi chúng ta bấm cái biểu thức này chúng ta sẽ được cái đáp án chúng ta cần tìm. 17,16 cộng cho 0,06 nhân 40 rồi trừ cho 0,02 nhân cho 92
thì sẽ ra đáp án chúng ta đó là 17,72 gram. Tóm lại cũng vòng vòng phương pháp bảo toàn oxy, bảo toàn khối lượng, phản ứng cháy, bảo toàn khối lượng sàn hóa. Vậy là câu D nha. Và trong quá trình giải thì chúng ta, nếu chúng ta chưa có hiểu chỗ nào thì chúng ta tham gia nhóm Zalo, được thầy trợ giúp. Rồi câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Rồi câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam chi glycerid X thu được mol CO2 có, thu được CO2 có số mol lớn hơn nước là 0,32. Sạp hồng hóa hoàn toàn m gam này thì cần dùng nhiêu nao H? Người ta hỏi hỗn hợp muối. Muối này cấu tạo bởi hai thằng này luôn, người ta giới thiệu rồi. Đề bài kêu tính khối lượng chi glycerid. Rồi bây giờ cái hướng đi như thế này. Bây giờ chúng ta có mol nao H rồi nè. Bài này cũng dễ. Mol nao H bằng 0,24 nha. 0,24. Vậy chúng ta siga mol chất béo chia cho 3. Chia cho 3, 0,24 chia 3 là 0,08. 0,08. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng công thức mối liên hệ bi nha. Mối quan hệ bi thì lúc này chúng ta được là mol chất béo nè, thì kiểm thức là nha, bằng mol CO2 trừ mol nước chia cho K trừ 1. Rồi chúng ta thế vào thôi, mol chất béo bằng 0,08 nè, CO2 trừ nước thì người ta nói là CO2 lớn hơn nước là 0,32, thì hai này trừ nhau bằng 0,32 nè, chia cho K trừ 1 nè. Rồi vậy chúng ta tính ra K. Rồi nhiệm vụ chúng ta tính ra K thôi. Rồi K bằng dục lên, K bằng 5 nha. K bằng 5. Vậy nó có 5 bi, mà bản thân cái chất chất béo nè, chất béo, chất chất béo nó có 3 bi. Có 3 bi. Vậy bắt buộc nó còn là 2 bi. 2 bi là CC. CC. Nghĩa hai khác là nó có hai cái liên kết đôi CC. Hai liên kết đôi CC nghĩa là có hai góc này, hai góc của cùng quỹ oleic và một góc này. Vậy chúng ta suy ra chất béo nè. Chất béo chúng ta cần tìm là hai góc này một góc kia. Đó là C17H33COO hai lần và C15H31COO một lần. Với C3H5 thôi. Rồi nhiệm vụ chúng ta tính cái này, chúng ta có mol chất béo rồi là 0,08 nè. Vì khối lượng chất béo, người ta hỏi khối lượng chất béo thôi, bài này rất là đơn giản nha, bằng 0,08. Rồi bây giờ hai góc này bây giờ chúng ta bấm thôi, bấm mà lớn có bằng nhiêu. Rồi chưa thuộc mà lớn thì chúng ta có thể xem lại cái mà lớn bên đây nha. Hai góc này nè, hai góc này cộng với một góc này, vậy chúng ta có thể bấm nè, 2 này 281 này nha, trừ ra lấy H ra 281 nhân 2, chúng ta cộng cho một góc này là 255 đó. Rồi sau đó chúng ta cộng thêm cái góc C3H5 vô là 441. Vì chúng ta sẽ được chất béo này là 858. Rồi rồi đáp án sẽ bằng là 68,64 gram. Rồi đó là câu C. Vậy là bài tập chất béo thầy hướng dẫn cho chúng ta sơ bộ 6 câu. Thì em nào muốn nhận file chúng ta làm lại thì chúng ta có thể nhận cái file này nha, làm lại thì đây 6 câu này. Rồi chúng ta có cái bài tập từ luyện chúng ta làm thêm. Sẽ được thầy hướng dẫn nha, sẽ được thầy hướng dẫn, thầy trợ giúp nếu chúng ta tham gia cái nhóm Zalo của thầy. Rồi thầy kết thúc cái video tại đây nha. Kết thúc video này tại đây. Rồi chào các em.